chinh chiến từng lý che buồn phiền. Tuy có người sơ hoa đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhau, nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu áo. Dạ. Má nàng hồng thơm mùi thơm lúng. Mời dùng món cá hủng hỉnh kho tiêu. Đó là đặc sản của miền sông nước. Cá trám cỏ nhúng giấm. Ồ, chết luôn, chết luôn. Nó có trám mỏ không? Mấy cái đặc sản đó, đó ở vùng khác không có đâu. Người nào mà có đến được cái vùng sông nước mới cảm nhận được những cái giá trị của mùa nước nổi. Con Bùi Hồi xin chào cô bác và anh chị ạ. Thì hôm nay thì ở miền Tây thì dạo này là mùa nước nổi. Thì hôm nay thì theo chân của anh Hiếu nè, với lại Phong Bụi cùng nhau đi ra bắt cá ở sông Vàm Nao với một cái công cụ, đó là 12 cửa ngục và theo cái cuộc sống lênh đênh ở trên sông. 2 ngày 1 đêm nha mọi người. Thì giờ này thì anh Tư đang đợi tụi mình ở dưới đó. Nước sập mương, sắp mưa. Coi chừng cái con mương dưới này nè. Đi theo anh để trải nghiệm cùng với anh thôi. Không? Hôm nay thì rất là đầy đủ. Đây là em Bậm nè. Đây là chú kỳ tài Nguyễn Hồng Phước mà trong những cái clip trước Bùi Hồ có quay đó, về cái biệt tài mà chế tạo đàn của chú. Hôm nay chú cũng thích trải nghiệm ở trên sông. Hôm nay chào Bùi Hồ. Dạ. Hôm nay thì lần đầu tiên hay là cũng trước đây chú đã từng sinh sống trên sông như thế này chú? Dạ đúng rồi. Tôi sống cái thời mà mùa này cá linh nó ra mà thổi tù già là ghe nó xuống giờ mới. Dạ. Rồi mà chú lên ghe nghe. Đây là chú Trung. Ca sĩ Hoài Trung. Lục Bình thì bước cho cẩn thận. Đủ không anh Hồng? Đủ không? Ok, khúc cây này đã quá. Anh Hồng nhớ em không? Anh Hồng có thể, anh có thể giới thiệu về gia đình mình có mấy người lên đơn trên sông như thế này không? Gia đình là riêng anh hả? Gia đình riêng anh thì một vợ, hai đứa con gái. Một ngày mà anh đặt trúng nhất là khoảng bao nhiêu ký cá? Sáng này là không có cá ăn luôn á. Sáng này không có cá luôn. Không có cá bán, không có cá ăn. Hôm nay thì nhân dịp này thì cũng đón tiếp một nhân vật khá là đặc biệt, đó là nhà văn Võ Diệu Thanh. Thì cô cũng khá hào hứng khi mà sống ở cái cảnh sông nước như thế này. Hôm nay cô bỏ đám tiệc để mà đi theo ghe luôn. Ăn uống đồ trên đó hết luôn. Ba người, ba. Có nghĩa là đây chỉ có một nhà đó thôi. Không có nhà, không có nhà cô. Sống ở trên xuồng này luôn. Dạ. Là ăn uống sinh hoạt gì trên đó hết. Rồi tới chỗ mà 12 cửa ngục của anh Hai Hồng rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ theo anh để coi thử. Lần đầu tiên nghe anh Bùi Hồ giới thiệu là cái khái niệm 12 cửa ngục thôi à. Phong, ở bên kia nhìn thấy đẹp ghê không? Cảnh sông nước miền Tây. Đây là cả ba gia đình. Ba gia đình hơn 6 người ở trên ghe. Thì mỗi một ghe như thế là hai người, nhưng mà trong đó có một cái hoàn cảnh rất là éo le, đó là của anh Tư có một người con mà có một cái nỗi đau mà Bùi Hồ. Chào anh Tư nhé. Nhúng giấm chắc ngủ ra luôn á. Qua nhiều quá không đủ đồ ăn. Ngủ ngồi quá. Anh Tư chiều nay là nếu như mà chiều nay bình thường thì mình ăn món gì anh Tư? Chờ người ta lên từ từ đi. Cá khô khô. Dạ có gì ăn đó nha. Hôm nay anh nấu món gì đây?
có cá và khô khô với ấy chứ có gì đâu. Hôm nay thì cá tụi mình đi đông cho nên là anh đãi món không có tính à, nãy hỏi anh ảnh qua cho hai có ba chừng hai ba mạng à. Nhưng mà tại vì hôm nay thì nhiều người quá 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 hứng thú khi mà tìm hiểu về cái đến nay ấy rồi cá ban nãy vô nãy đổ lú hai cá giấm cỏ đó rồi mình nhúng giấm mà chứ không ơi. Cá đó cá tráp cỏ hả anh? Dạ. Anh Từ có thể giới thiệu cho em đây là món cá này ở đâu anh có? Với cá lòng tông khô khô. Ừ, cá đó là ở đâu anh có? À, nãy đậu lú. Đậu lú hả? Dạ, nãy em đậu. Ờ, còn con cá đó là cá trám cỏ mình. Cá em cỏ. Nhưng mà mình bán là nhiều tiền lắm, tại sao anh không, anh nó cũng rẻ anh ơi. Nhưng mà tại sao cá to như thế mà thường thì Phong ơi, thường thì con cá trám cỏ như thế là cũng ngon lắm. Nhưng mà thường anh để bán, nhưng mà hôm nay thì biết có khách lại nên anh chừa luôn. Ngày bình thường khi mà ngày bình thường thì anh Từ chỉ ăn tiết kiệm như thế này thôi nè Phong, chỉ ăn những cái món cá nhỏ như là cá bóng nè, cá lòng tông nè, cá linh nè. Nhưng mà hôm nay thì có tụi mình, anh làm thêm một cái món đại khách ở trên sông, đó là món cá trám cỏ nhúng giấm. Hôm nay nhiều quá rồi, rồi có đủ cơm không? Hả? Nãy tính 3 người nấu nhiều rồi. Bên đây là mấy đoàn này tới 10 người á. Có ai lát kêu chị Út Bình nấu thêm. Ở đây thì có tất cả là 3 xuồng, thì 3 hộ gia đình là 3 anh em ruột với nhau. Thì anh Từ ở bên đây thì có món cá kho. Thì hôm nay thì đi với anh Hồng ở bên đây cũng hái rau muống để đem về ăn. Phong ơi đi xuống đi qua. Còn bên đây là vô bắt cá, đang chuẩn bị ăn cơm. Cá bây giờ không có còn xuồng mà để đi ngồi trực xuồng ta. Mình đậu ghe đi, mình đi bộ lên bờ mà. Em leo lên đây đi hái rau muống đằng kia. Mỗi khi mà nước lên như thế này á thì có những cái loại rau coi đơn giản mộc mạc nhưng mà rất là ngon. Đó là rau muống dại anh Hiếu à. Rau dừa, điên điển. Với lại lục bình. Những cái loại rau này thì khi mà đến mùa nước thì mới có anh Hiếu ha. Đối với anh Từ, anh Hồng thì cái bữa ăn ngon nhất mà ở trên sông của mình đó là vui nhất là khi nào anh Hồng? Nấu canh chua rồi cá cha đó. Dạ. Khi vô cá cha đó. Dạ. Nấu canh chua với rau muống đồng nè. Ừ. Cũng hợp khẩu vị nè. Mỗi ngày ăn chi phí như thế là khoảng bao nhiêu tiền anh? Cái đó mình cá nhà của mình. Ừ. Mình mua bao cái mình không có mua rau luôn ăn luôn nữa. Mình hái rau đồng nè. Mình nấu canh chua. Mua rau chút đỉnh vậy đó. Với nước đá đồ với đồ nêm nếm được vậy thôi. Cái việc mà hái rau muống của anh thường xuyên không? Hái rau muống này nè. Không, anh có lúc nào nấu canh chua mình mới hái ăn thôi à. Dạ. Có khi mình đổi món nữa. Mình ăn món khác. Nhưng mà tất cả nó đều có sẵn ở trên sông nước này hết, anh không có mua ngoài chợ. Đúng rồi, ít có mua. Rau mình có sẵn rồi ăn giản dị hơn. Rau trồng rồi ăn thuốc. Hôm nay thì anh hái cái món rau muống này đại cho em ăn sống hay là nấu canh chua? Này nhúng lẩu giấm. À, lẩu chua. À. Lẩu chua. Có đọc nào không? Hiếu có đọc nào không? Ăn với mẹ đi rồi non già có ăn được rồi nè. Nhưng gì không ăn tới 10 người lận cho nên anh hái dài xuống như nhiêu đây được rồi nhiều lắm dạ sao ăn được. Rau muống này là không có sợ thuốc men gì vậy đó. Từng lý che buồn phiền tuy có người sơ hoang đẹp như trăng 16 cưới rồi đành xa nhau nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu áo má nàng hồng thơm mùi thơm lối. Bây giờ vừa nghe anh Hiếu hát ở trên sông mà vừa hái được rau muống như thế này, nhớ một cái câu miền Tây là trên rau với cá anh Hiếu hả? Ừ. Bởi vì cứ ăn nhàn họ không tranh thủ thời gian đâu. Ê, kệ nó đi, mình hái rau dừa đi. Ăn bình thường. Bây giờ là mình hái cái rau gì nữa? Rau dừa. Rau dừa. Ừ. Còn điên điển nữa kìa.
rồi, cơm rau dừa này ngon. Ồ, rau dừa này ngon quá. Không có ăn rau này lần nào chưa? Dạ chưa, hôm trước em có quay một cái bát mà chiên chị bệnh. Trời ơi, đụng gãy. Em biết cái rau dừa này nè. Rau dừa này có một cái phần phần phao. Cái phần phao này thì có nhiều người ở miền Tây người ta gọi là gì? Vú. Vú hả? À. Đặt vú bỏ. Bỏ cái vú này bỏ ra mà. Vậy là tí nữa mình ăn phải bỏ vú. Ừ. Chút vú. Tại vì cái vú này thật ra thì ăn cũng được, nhưng mà khi mà nước đọng á thì cái vú này nó sẽ dính màu đen. Và màu đen như thế thành thử là ăn nó sẽ dơ nên người ta sẽ bỏ ra. Ờ à, chứ bình thường thì mình rửa sạch mình ăn vẫn được anh Hiếu. Nên thuốc luôn. Nên thuốc luôn. Nói chung rau rau đồng là mình ăn nó không có tác hại gì hết. Tốt. Chứ có hại gì cho sức khỏe. Mình ăn cũng như bò vậy là tốt luôn. Nghe thí lại dồn luôn. Vậy là Phong chưa biết cây rau này. Dạ em thấy rồi nhưng mà chưa được ăn. Ừ. Từ tay hái đi. Qua đây nè. Hái vui lắm. Đủ cho 10 người ăn chưa? Ngon quá, ngon quá nè. Rồi chắc ngon rồi á. Một bữa. Thành quả sau 2 phút. Em còn sao chạy máy lật bượn điển, anh hái bượn điển, quay bượn điển luôn kìa. Dạ. Bông điên điển hả anh? Ừ. Có chỗ nào bông mua môi không? Nước càng nhiều là ở đây chùa Phú à. Người ta gọi là nước nuôi dân mà. Anh Hiếu ha. Nước ở đây gọi là miền Nam, miền Tây gọi là nước dân nuôi dân. Dân đây là chỉ sống về mùa nước lũ mới sinh sống mới được. Bây giờ 100 hộ thì chỉ có 40 hộ nó có đất thôi. Còn bao nhiêu là sinh sống về nhà uống nước. Trước đây thì khi mà chưa bao đời ngăn lũ á, thì cái việc mà người dân mà nước lên như tháng 8, tháng 9 như thế này, người ta rất là háo hức. Nhà nhà đều làm lợp, làm lưới hết và chuẩn bị đón cá về, nhưng mà hiện nay thì không còn nữa. Hôm nay thì chỉ còn mấy bông điên điển thôi. Lưa thưa lưa thưa. Nhắc tới bông điên điển thì gần như là bông điên điển và cái linh là hai cái biểu tượng biểu trưng cho mùa nước nổi ở miền Tây này. Cứ nước càng nhiều thì bông điên điển sẽ xuất hiện càng nhiều hơn nữa. Cây này nó xuống đứt tay. Nếu mà nó nhỏ là dân khổ nhiều. Anh thì năm nay là bao nhiêu năm anh đã làm cái nghề xông nước này rồi anh Hồng? Chín năm. Cái động lực nào làm cho anh yêu nghề vậy, hay là không có nghề khác thì anh mới làm nghề này? Bây giờ làm mướn giờ nó có khó khăn lắm em ơi. Nó khó hơn mình làm chỗ quán ăn mình dùm dùm số vốn như nè, như là mình chơi hội đó, mình hốt hội ra mình mới sắm được cái này, mình đi làm vậy là nó khỏe hơn mình đi làm mướn ở ngoài Bình Dương rồi đó, khỏe hơn. Mình không thích bị gò bó. Đúng rồi, không gò bó, chứ mình lo cho con cái rồi đi học hành nó dễ hơn, rẻ tiền hơn ở Bình Dương. Ở Bình Dương làm nghề công nhân khoảng 6 triệu tăng ca luôn, nhưng mà tiền thuê tiền sinh hoạt hết 3 triệu à. Chưa. Wow. Đã quá trời. Anh xuống từ đây hả? Đúng rồi, đúng rồi. Oh. Nè anh làm nè. Anh làm luôn hả? Ừ. Ồ khéo vậy. Đây để chị chuốt cho. Anh mới vừa chuốt luôn hả anh Hồng? Dạ. Anh mới ngồi chuốt nãy đó. Ừ. Chị chuốt tại em đôi kỷ niệm. Có mát là chuốt nó mát. Cái này bán phải không? Ồ đẹp quá. Có mát cái là chuốt mát. Nãy giờ mình tưởng nó là cái này là dùng để đặt 12 cửa ngục tối đó. Em làm sai cái anh sửa lại. Nhưng mà cái cách anh chuốt nó rất là bóng không? Cô giáo anh chuốt bo bóng lắm nè. Cô giáo. Ừ. Bóng nghe. À, anh chuốt cất bóng. Dạ viết văn là nhất nhị. Che già. Ừ. Tốt nè là mới đúng là cái này nè. Dạ. Ngày còn xưa thì bán ra hàng ngoài chợ nè. Đây. Đâu? Ăn cái nó bị sừ á. Chiếc này nhỏ không anh? Nếu mà chiếc này nó hơi, em thấy nó hơi dày. Hai chiếc nó khác nhau nha Phong nha. Anh Hồng chuốt thì rất là bóng và mượt. Ngày xưa cô thường chuốt như thế này không cô Thanh? Có, hồi đó chút chơi. Hồi đó là chuyên môn là làm đũa rằng mình nhà chơi, mình ăn. Nhà tròi. Chứ đương nhiên là đũa cho người lắm. Ơi, cổ nói là bảo nói chứ cổ thủ công hay lắm. Hay lắm cô mà. Không có. Mỹ thuật thủ công hay lắm. Cái vụ này không giỏi bằng mấy người thợ mộc. Đũa mình chốt đó là mình mới cái đầu mình mới làm gì cho nó đẹp.
à, chứ nãy tụi nó đuổi này là mà ăn sao ăn ta. Trời ơi, ngay chỗ cái mắt này ha anh ha, ngay thôi vừa vừa thôi cái mắt nè. Phân biệt đổ chuốt của anh Hồng với lại của khách á, ủa của chợ thì ngay chỗ cái mắt đen đen này nè, có cái sới cứng thì anh chuốt nhọn lại cho nó đẹp, còn bên đây thì nó trơn nhẵn, hay quá. Có nghĩa là theo cái ngày xưa ông bà mình ngày xưa là người ta làm đũa kiểu gì nè, dạ, vì sau này người ta lười á, tại vì phải làm cái này thì nó phải làm thủ công, dạ, ở này là cứ làm máy là làm ra bây thôi. Bây giờ nó mở bán đũa tặng là bằng máy xong rồi. Tại vì em biết đôi đũa một chục đũa này có mấy ngàn hả? Mình ăn có thể là mấy năm trời không hư nha, mà nó càng ăn là càng bóng, nó không bị mối mọt, bị sừ, nó bóng hoài luôn. Còn đũa này bị sừ mà nó thấm vào cái gia vị trong đó. Tặng em con chuồng đũa này. Chuồng chuồng giấy à? Chuồng thiệt á. Đũa là che già nó đâu có thấm gia vị vào được. Đúng là miền Tây chính hiệu luôn á, ngay cả đũa ăn cũng phải chuốt từng chiếc chứ không phải là mua chợ. Đã luôn anh Phái. Tại vì đũa này em tự em lựa che già. Còn em mua đũa ngoài chợ á là nó ngâm á. Chén này là chén Trung Quốc. Chén Trung Quốc. Nhưng mà như còn chút đũa được như cô Thanh là thiếu nữ hiếm hoi trên đất miền Tây còn chút đũa được. Thanh bà già rồi. Cô hôm nay nhiêu tuổi rồi cô? 47 tuổi. 47 tuổi. Em mới 42 à. Anh Tư còn ổi, còn chị Út thì làm món nhúng giấm, còn anh em anh Hồng đang chuẩn bị nấu cơm cho cả đoàn. À, nấu cơm cho cả đoàn ăn hả? Ăn nhiều đúng không? Ôi quá ngon. Cái này là hấp cơm, khô hấp cơm. Khô của mình đó hả anh? Đúng ha? Rồi. Mình hấp cơm cho nó mềm á. Ngon. Chia sẻ với mọi người thì sau một thời gian thì lúc nãy thì anh Hồng cũng có chia sẻ là hôm nay anh ăn cơm với khô quẹt. Đây, khô quẹt đây. Khô quẹt từ sáng giờ. Cá này cá gì anh? Cá chốt. Cá chốt. Chốt gạo. Mình không có gì chấm hả? Đúng rồi. Sáng anh ăn sáng hả? Sáng anh ăn vậy đó. Ừ. Sáng chạy có mấy con đó kho. Không ơi, em ở đây em điểm danh được mấy món gì? Hai món. Ừ. Món cá bóng. Ừ. Cá linh kho. Đúng không? Cá bóng lộn xộn. Gọi là người ta gọi là cá gì? Cá lộn xộn kho gọi là cá gì ta? Có cá mì dính nè. Ta kêu là cá kho tiêu đi. Cá kho tiêu đi. Còn này là cá hủng hỉnh. Hủng hỉnh đúng rồi. Cá hủng hỉnh. Cô Thanh nói đúng. Nhớ khái niệm rồi nè. Còn này là nhúng giấm. Này là cá gì ta? Chấm cỏ. Cá gì? Trám cỏ. Trám cỏ hả? Còn này là rau luộc sẵn rồi, để tí là nhúng chung luôn. Đó là nhờ nhúng rồi đó, để không hết rồi nhờ múc ra đó. Nhờ nhúng cái đó là. Còn này nước chấm này là dòm gì anh? Đó, mắm đồng. Mắm đồng với mắm cá linh. Mắm cá linh hả? Mà thật ra thì cái miếng sốt này nè là bình thường thì ba anh em của anh Hồng không có sử dụng đâu. Mà khi mà cái đoàn của mình thì mới đem lên sử dụng cái miếng sốt này nè. Miếng sốt đặc biệt. Ở đây có một cái đặc biệt nữa là món đặc sản này nè. Cái món đó là chè trình máy phải không? Dạ. Dỡ xuống luôn. Dỡ máy xuống luôn. Chú, mời dùng cơm. Mời dùng món cá hủng hỉnh kho tiêu. Đó là đặc sản của miền sông nước. Cá trám cỏ nhúng giấm. Ồ, chết luôn, chết luôn. Nó có trám mỏ không? Mấy cái đặc sản đó, đó ở vùng khác không có đâu. Người nào mà có đến được cái vùng sông nước mới cảm nhận được những cái giá trị của mùa nước nổi. Con thấy nãy giờ chú ngồi trên đây, chú nhìn xuống ba chiếc ghe như thế này, chú cũng đâm chiêu. Chú suy nghĩ về cái khó khăn hay là cái nghề sông nước, khó khăn với cái nghề sông nước hay là chú thích thú? Cái đời sống thực tế thì cái nghề sông nước nó cũng rất là mệt, vì không phải nó yên tĩnh nó gì vậy. Có những lúc mà ban đêm sóng gió rồi đèn nước rồi mình đâu có điện, không có đủ phương tiện, là khó khăn. Đó là cái cuộc sống nó rất là khó, nhưng trong hậu quả thì những cái gì mà nó giản dị bình dân thì cái đó đẹp. Thành ra những chiếc thuyền mà đậu dưới mé sông, có những cái cây rồi có những cái bụi cỏ này kia, đó là ở mấy cái vùng khác ít có gặp, thành ra mình cảm thấy đã lắm. Mà nhất là có được một sĩ rượu đế đó, ở tại đây đó là cái gì tội đã lắm. Rồi cảm ơn chú, mời chú dùng cơm nha. Trời. Mà chú Trung làm tí rượu đế. Rồi sau đó là chú Trung sẽ hát tặng mấy bài hát có cái thùng
kéo kéo mini luôn á. Hôm nay thay mặt anh Từ, anh Hồng với anh Nấu là mời cả nhà dùng bữa cơm ở miền Trung. Trước giờ có ăn cái món này không? Chưa, chưa ạ. Ồ, cảm ơn cô Thanh. Đây đồ kỷ niệm này, không phải ăn đâu. Cái món này gọi là khô khô hấp cơm. Em trước đây có được ăn món này không Lan? Dạ không. Một 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 hay rồi. Rồi ngon lắm. Được luôn nè. Quá siêu, mới chút xíu là được đồ đổ rồi. Mà cái dao đây đâu phải dao biến đâu. Lục quá. Dạ ngon ngon khổ dao này. Anh Hùng trước là cái đãi mà người muốn là cơm hấp chuột. À. Chuột hấp cơm. À chuột hấp cơm. Dạ. Hôm nay có cái món khô khô hấp cơm. Rồi cái món này nhớ quen lắm nè chú. Em ăn nha. Không có nhà không có dầu hả chú? Nữa cái món này mà nhà không có dầu ăn nè. Không có đốt lửa nè. Để vô nồi cơm hấp luôn ngày xưa chú. Đã lắm. Em ở nhà là chuyên môn em ăn khô hấp chứ. Giới thiệu với mọi người đây đại gia đình nè, rất là mình hơn 7 người phải không hả? Gồm có Phong Bụi nè, chú Nguyễn Hồng Phước nè, chú Trung nè, Nguyễn Hoài Trung nè, anh này bắt cá hai tay, biết rồi mọi người biết rồi. Bên đây là anh Từ, bên đây là anh Tán Hồ nè, Nấu ngẫu anh ngẫu ngẫu hứng á. Dạ. Còn bên đây là cô nhà văn Võ Diệu Thanh, bên đây là bé Lan làm bên An Giang. Bây giờ mình live stream nha. Dạ. Người miền Tây chắc chưa ăn món cơm hấp khô lần nào. Trời ơi. Lan á, Lan á. À, vậy hả? Em ngày xưa làm ăn món này mà em gặp em sợ luôn mà. Sao vậy? Ăn nhà nghèo quá, ăn nhiều quá. Ngán sợ luôn. Sau khi mà tâm sự ở trên cồn xong thì mọi người quay trở lại về nhà. Thì tối đêm nay thì Phong Bụi cùng với Bùi Hồ sẽ ở đây. Hay nha Phong nha. Thì bây giờ trời thì rất là mưa, chuyển mưa. Sóng gió rất là lớn, đi xuồng như thế này cũng khá là nguy hiểm. Chiếc xuồng này phải đi về lại bên bờ bên kia là tầm khoảng 2 cây số. Chú lội được không? À, ở đây được. Làm luôn đi quay. Ở đây bao nhiêu người biết lội? Cô Thanh lội được mà. Lan em lội được không? Trời ơi. Cứu vớt em. Ôi ôi ôi. Bây giờ đi về trong trời thời tiết mưa bão. Hôm nay cái cảnh này vui mà hồi hộp không? Rất vui luôn. Gió to quá. Nhưng mà mát hả chú ha? Mát. Dạ. Sướng lắm. Lúc mà mình đi thì xuồng này khô, chiếc ghe này khô nhưng mà nước ở dưới chân cứ lên như nước lũ luôn kìa. Tôi rất sợ ai mà tắt nước á, nắm đó nó vô. Không có thằng này cũng tắt nước. Em hộ với ai. Thì cái xuồng đó chìm ngang luôn quận.